Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình có ít máy, tóm lại là máy giá cũng trung tiền thôi, giá rẻ, cấu hình cao. Nhưng mà có một cái đáng chú ý đây, cái máy này rất là đẹp nhá. Cái Galaxy S6F, cái máy này thì mình thẳng ra là mình bán lỗ nhá. Trước đây mình đã bán cho một khách hàng rồi, nhưng mà thật sự bán cho người già thì con máy này pin thì nó bị, nó tóm lại là pin nó cũng kém. Mình nói thẳng là mình cũng không thay pin đâu, để bán luôn. Mọi người về thích thay thì thay thôi. Còn máy này ngày nó xài nó vẫn được ngày, pin nó xài cỡ được ngày đó. Màn hình cong S6 Edge Ender nhá. Con máy này không phải là S6 đẹp, Edge nhỏ nhá, Ender. Nó bằng cái Note 5 này. Đấy, nhưng màn hình cong đẹp lắm. Con này thì mình bán 2,2 triệu thôi. Bán rẻ về cho ai xài thôi nhá. Rất là đẹp. S6 Edge Ender. Màn hình con này như 2K sao, đẹp dã man luôn. Đẹp, mà con này khỏi chê rồi. Màn hình cong rất là hấp dẫn. Máy này thì có cả ốp lưng luôn này, xài thì thoải mái nhá. Đó, mình gắn luôn lên đây này. Giá 2,2 triệu thì mình kèm sạc. Đó, có bảo hành luôn nhá. Bảo hành thì máy, nhưng mà không bảo hành pin. Thì thứ nhất là mình bán là cái máy này mình nói thẳng là pin nó kém rồi ấy. Nếu mà mình xài ít thì nó bình thường. Nếu mà dân mà chơi game mà động vào mấy máy pin kém này, sắc chắc là phải sạc pin 24/24. Còn nếu mà ít sử dụng hay nghe gọi thì nó cỡ tầm được ngày hoặc hơn ngày nhá. Đó, thì đấy thì tâm lý cũng nói thật. Rất là đẹp. Tiếp tục đến cây Samsung Galaxy Note 5 này. Mình về được cây nhá. Cái máy này thì nó zin đẹp, màu trắng cực kỳ đẹp luôn nhá. Không còn chỗ chê được đâu hết. Đây, con máy này thì là kiểu máy là G920S nhá. RAM 4. Phải RAM 4 không ta? Lâu rồi không bán tự nhiên quên. Con này RAM 4, bộ nhớ 32GB. Con này thì chơi liên quân các kiểu luôn nhá. Rất là đẹp. Con này mình đang bán giá là dưới 3 triệu một tí thôi. Nói thật ra là máy này máy người lớn tuổi xài, cho nên là rất là kỹ. Các bạn yên tâm nhá. Đó. 6652. Rất là đẹp. Chụp hình đó, con này zoom 8 rồi nhá. Thì mình thử con S6 Edge này con zoom mấy ta. Con S6 Edge này chụp hình cũng đã lắm nha. Con này cũng zoom 8 luôn. Để mình thử so sánh thử hai con máy này thì con nào sẽ ăn con nào nhé. Theo mình nghĩ thì chắc chẳng cái nào ăn cái nào đâu. Đây, nhưng con Note 5 nó có cái nhỉnh hơn một chút nhá. Hay là do của mình cài cái màn hình nó sáng hơn. Có khả năng là do màn hình cài sáng hơn. Thì con S5 à, con Note 5 này ấy, thì màn hình còn dán keo nhá. Đấy, bóc ra thì mới tinh luôn. Này thì có một vết xước nhẹ ở chỗ chui sạc này, rất là nhẹ nhá. Máy này cỡ 98%. Sườn siết đẹp, không có chảy xước cấn móp gì hết. Mặt lưng cũng vậy, đẹp, zin không chảy xước gì hết. Tóm lại con này rất là đẹp nhé. Thì nay mình làm video này cũng nhân tiện thì mình cũng
xem nào, xem có bạn nào mà chưa được nhận thẻ không, mình tặng cho 5 bạn thôi nhé, mỗi người cái thẻ 50k gọi là tấm lòng, mỗi người thẻ 10k gọi là tấm lòng thôi nhé. Các bạn bấm vào đăng ký cho mình nha. Bấm vào đây để đăng ký này. Đó. Tiếp tục bấm vào hình. Mạng này đang bị rớt. Kéo sang kênh này. Bấm vào đây. Các bạn bấm vào đăng ký cho mình nha. Và coi cái video mới nhất của mình này. Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ... Đây, mình sẽ tìm đến dưới bình luận nhé. Bất kỳ một người nào đó thôi. Em nhận được 10k, cảm ơn anh. Tinh thần của bác hôm nào bán em đi đây. Cái máy nha. Rồi, rất cảm ơn anh nhé. Tình cờ thì bây giờ mình sẽ nạp cho số điện thoại này nhá. Không 976 887 339. Nạp luôn vào đây đi. Đây bạn này này, 0971 483 751. Tiếp tục đến bạn này hy vọng 0869 646 798. Tiếp tục. Dương Nguyễn đi. Ba người đúng không? 0774 591, 0774 591, 438. Và tiếp tục đến Thị Tuyên luôn là hết. Cuối cùng là Thị Tuyên nhé. 0908 209 700. Rồi, vậy là mình đã hoàn thành xong 5 cái nhé. Cái này gọi là cái tinh thần gọi là cho các bạn có động lực xem video thôi. Chứ tất nhiên bây giờ các bạn mua máy ở đâu cũng vậy thôi. Các bạn cũng phải cần tìm nguồn hàng tốt mua, chứ không phải là các bạn cứ thích là mua đâu. Nhưng mà đã rất là cảm ơn các bạn xem video này. Thì dù mua hay không thì mình cũng rất là vui rồi. Tại vì nếu như mà bạn không mua thì có thể sau này các bạn có thể đủ có điều kiện các bạn mua ủng hộ mình, thì mình chân thành cảm ơn. Và những khách hàng của mình đã mua của mình rồi ấy, thì những khách hàng đó thì em cũng xin rất là chân thành cảm ơn nhé. Thì sau này nếu như mà anh chị nào mà có muốn mua điện thoại giới thiệu, hay là có ai mà cần điện thoại ấy,
thì giới thiệu em nhé, em sẽ gọi là gửi tiền cà phê. Đấy, em cũng muốn mở rộng thương hiệu của em cho nó lớn hơn nhé. Rồi, thân chào các bạn.